không? Đã chưa? Thả đôi. Trưa ngày 28 tháng 9, ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19. Các con và đồng nghiệp đau xót nghẹn ngào. Trưa ngày 28 tháng 9, Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với phóng viên. Ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng. Vào lúc 11 giờ 57 phút trưa ngày 28 tháng 9. Sau hơn một tháng điều trị COVID tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cô được thở máy, lọc máu và đặt ECMO. Dù các bác sĩ đã cố gắng nỗ lực hết sức cứu chữa cho nữ ca sĩ, nhưng sức khỏe nữ ca sĩ không thể vượt qua được bệnh tật. Người thân và bạn bè của nữ ca sĩ Phi Nhung đã được các bác sĩ cho biết về tình trạng của cô hơn một tuần qua. Khi bệnh tình đã diễn biến xấu, người nhà, đồng nghiệp như Việt Hương, Chi Di Phương Trinh đã chia sẻ cầu nguyện để sức khỏe của nữ ca sĩ được tốt hơn. Trước khi có chuyển biến xấu, sức khỏe Phi Nhung đã từng có chuyển biến tốt. Cô đã từng có cử động phản hồi lại lời nói của bác sĩ. Sau đó cô đã từng có được tính toán để cai máy thở. Phi Nhung là nữ ca sĩ nhạc vàng tài năng rất được mến mộ và là nữ nghệ sĩ thuộc hàng hot nhất showbiz hiện nay. Tại Việt Nam, Việt Hương nhận ủy quyền của con gái ruột Phi Nhung, Wendy Phạm, sau khi Phi Nhung nhập viện điều trị COVID-19. Lo mọi việc của giọng ca vàng tài năng của Việt Nam, Wendy Phạm đã từng nhắn nhủ mẹ. Tháng 12 năm 2019 là lần cuối cùng chúng ta dành thời gian bên nhau. Mẹ con mình có rất nhiều cuộc trải nghiệm và để tạo ra những kỷ niệm. Tất cả mọi người đang chờ mẹ trở về nhà. Hãy mạnh mẽ và tiếp tục chiến đấu. Con nhớ và yêu mẹ rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện cho mẹ tôi. Được biết ca sĩ Phi Nhung nhập viện vào tối ngày muộn ngày 26 tháng 8. Sau khi sức khỏe diễn biến xấu, bệnh tình của nữ ca sĩ nguy kịch. Đến nay sau hơn một tháng điều trị, nữ ca sĩ đã chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, để lại niềm xót xa thương tiếc cho nhiều người hâm mộ, người thân và đồng nghiệp.